Hello anh em, mình đang có mặt ở sân bay Yoho Baru hay còn gọi là Sena Airport. Hiện nay thì mình đang di chuyển về cái khu vực trung tâm của Malaysia. Thì trên đường này thì các bạn có thể thấy phía bên sau này, quang cảnh thì cũng khá đơn giản, nó như một cái sân bay kiểu như là con nào đấy, nó như ở sân bay của Nội Bài của Hà Nội ấy. Đấy, tương tự như vậy nhưng mà nó sạch đẹp hơn nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau đi ra phía ngoài nha. Ok. Gì? How many days stay in Malaysia? I staying here about 4 days. Two days. Okay. Today. Minimum okay. Is this one, 20 ringgit. This one, yeah. 20 ringgit. Yeah, 7 days with 9 gigabyte internet and okay. 20 minutes for calling. How much? 20 ringgit. 20 ringgit? Yes. Okay. 20 ringgit, this one. Okay. Okay, can I have a passport, sir? Okay, how are you? Chúng ta sẽ... Khi mua SIM thì chúng ta sẽ gửi hộ chiếu để có thể cho người ta đăng ký. Và mình sẽ mua cái SIM này sử dụng 9GB trong tầm khoảng 2 ngày thôi. Mình chỉ cần 2 ngày thôi. Today and tomorrow. This one can last for 7 days. This is a minimum. Okay, okay. Thế là mình sẽ dùng trong 7 ngày. Nhưng mà mình ở lại đây có 2 ngày thôi. Và mình bây giờ sẽ thay cái SIM card, SIM vào điện thoại. Và nếu như chúng ta bước chân qua nước bạn mà không có internet hay là không có 3G này nọ, 4G này nọ thì hơi khó khăn. Ok, đầu tiên là cái việc chúng ta phải đổi tiền. Chúng ta sẽ tìm một cái ngân hàng đổi tiền và sau đó chúng ta sẽ mua SIM để nhét vào. Rồi, lối ra của chúng ta ở phía ngoài này. Về quy mô thì sân bay này cũng không to ca đẹp trai bằng sân bay Nội Bài, nhưng mà khá sạch sẽ và khách du lịch đến cũng khá đông. Cái vị trí để chúng ta có thể đến để đón xe buýt hoặc là taxi. Đấy, vị trí các thanh niên hút thuốc, không phải là hút thuốc tràng lan. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển thế này. Và chào mừng anh em cùng đến với đất nước Malaysia. Chúng ta sẽ cùng tung tăng xem như thế nào. Ok. Và cái thời gian mà mình di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Yoho của Malaysia thì nó mất tầm khoảng 1 tiếng 30 phút nha. 1 tiếng 30 phút. Độ khá nhanh, thời tiết khá ổn. Nên là bắt đầu qua đây là cảm thấy có một cái sự nóng không hề nhẹ rồi. Vâng, và chúng ta sẽ di chuyển về khách sạn. Thì chúng ta sẽ book Grab. Đây là bên cạnh có anh bạn Grab đây. Grab Việt Nam thì cũng kiểu như thế này thôi. Nhưng mà xe bên này thì có lẽ nó sẽ tốt hơn. Có lẽ tốt hơn. Cung đường. Ở Malaysia thì chúng ta có thể sử dụng 3 thứ tiếng. Tiếng Malaysia thì chắc chắn là phải người ta phải biết rồi. Cái thứ hai đó là tiếng Anh, thứ ba là tiếng Trung Quốc. Thì cho nên là 3 thứ tiếng đều sử dụng được ở đây. Và hầu như người dân là sẽ sử dụng được 3 thứ tiếng. Mình thì chỉ có dùng được tiếng Anh thôi, tiếng Hoa hay tiếng Trung Quốc. Rồi với tiếng Malaysia thì cũng biết được đôi ba từ cho vui thế, chẳng có đâu vui. Đấy, và các bạn có thể thấy ở trên cung đường chúng ta sẽ thấy số lượng xe ô tô rất là nhiều, nhưng mà xe máy thì khá là ít. Cũng có thể là do khu vực này như vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy cái sự xuất hiện của xe Exciter, những phiên bản của 135 phân khối xuất hiện rất là nhiều. Ở đây do cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 2 cho nên là lượng xe 135 phân khối vẫn
được sản xuất và bán trong những năm qua cho đến bây giờ. Còn ở Việt Nam chúng ta thì tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và những dòng xe như là Exciter 135 hay là nói riêng, hoặc là những xe dòng xe như là sử dụng bộ chế hóa khí nói chung, thì thời gian ở đây là bị hạn chế vì cái yếu tố ô nhiễm môi trường. Chúng ta sẽ tiến về cái khu khách sạn gọi là Hot Spring. Yamaha Hot Spring. Đây. Và anh bạn lái xe Grab này chắc chắn là gốc người Hoa, cho nên là ở trên xe sẽ rất là nhiều âm thanh của người Hoa tiếng Trung Quốc. Các bạn có thể quan sát ở phía trên cung đường chúng ta đi, hầu như ô tô đi rất là nhiều. How long time to come the hotel? I think 10 minutes. 10 minutes. Yeah. 10 minutes. Chúng ta sẽ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến cái địa điểm chúng ta tới. Với cái cung đường của Malaysia thì hầu như xe ô tô phóng thoải mái, không phải lo gì cả. Hôm nay thời tiết của Malaysia cũng có một tí nắng nhạt nhạt, không có mưa, nên rất là tiện cho anh em đi du lịch, nhưng mà cũng khá khó khăn cho những người đi bộ ngoài đường. Mồ hôi, đúng không? Ở bên này là một con xe 2 thì như dòng Yamaha ZRXZ. Con này nó giống như cái dòng xe, xem lại một tí. Bên này thì vẫn đang dùng những dòng xe 2 thì khá là nhiều. Ví dụ như là Yamaha Z125 thì vẫn xuất hiện bên này, và chúng ta sẽ thấy và cũng như lắng nghe cái âm thanh khá là huyền thoại từ dòng xe 2 thì. Nhưng mà những dòng này nếu như mà chúng ta mong muốn mà ở Việt Nam thì có lẽ phải nhập kiểu đường tiểu ngạch, mà gọi là siêu tiểu ngạch, không thể nhập chính thống được. Bên này cũng đi trên đường cũng phía tay lái nghịch, cho nên là các bạn sẽ thấy hơi trái đường tí. Với những nơi như là Thái Lan hay là Lào thì lượng xe số ở Malaysia di chuyển nhiều hơn. Còn Thái Lan thì người ta vẫn ưa chuộng những dòng xe như là Fino, những dòng xe tay ga cỡ nhỏ để di chuyển trong thành phố. Còn ở Malaysia thì vẫn thích những dòng xe côn tay. Chính vì vậy có thể gọi là một phần nào đó là Malaysia cũng là thủ phủ của những dòng xe côn tay như Yamaha, Exciter. Bên này còn có dòng xe nữa là dòng Vision, Việt Nam chúng ta thì gọi là FZ150. Ở thị trường Malaysia và Indonesia thì dòng xe FZ150i là một dòng xe đứng đầu bảng bán chạy nhất. Nhưng mà đây về Việt Nam chúng ta thì lại bán được một thời gian tầm khoảng 3 năm thì lại hủy. Có thể là do cái truyền thống, hoặc là có thể do cái phong cách của chúng ta không thích lắm những dòng xe neckline. Đi đâu cũng thấy tôi Việt ta. Petronas.
Malaysia thì đặc sản ở đây thì sẽ là dầu ô liu này. Rồi các bạn có thể mua được rất là nhiều thứ, nhưng mà mình nghĩ là mua dầu ô liu về tặng bạn gái, sau đó là thêm thứ đặc sản nữa, đó là ở đây thì cái lượng sản xuất bao cao su cũng khá là tốt. Và chúng ta tặng dầu ô liu cho bạn gái chăm sóc sắc đẹp trước, sau đó chúng ta sẽ tặng bao con sói sau, nó sẽ rất là hợp lý. Đường nào chúng ta cũng tặng đúng không? Cho nên là khá là tốt. Mặc dù lượng xe ô tô di chuyển nhiều nhưng mà hầu như không có chuyện đi lộn xộn. Sao?